Cực hot anh em ơi, shopviming.com mới tăng giá vàng lên X3K1, 10k anh em nhận 31 triệu, 100k nhận 310 triệu là thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nha anh em. Và duy nhất những ngày sự kiện X2 thì shop mình sẽ bán với giá là X3K1 nha anh em. Và ngoài ra hiện tại shop mình mới có thêm dịch vụ vòng quay vàng. Đó, anh em chỉ mất 10k một vòng quay thì anh em có thể nhận được những phần thưởng như là vàng ngẫu nhiên, 200 triệu vàng, 300 triệu vàng và 1 tỷ vàng nha anh em. Chỉ 10k một lượt thôi, giao dịch thì hoàn toàn tự động nha anh em. Ngoài ra hiện tại shop mình đang bán thêm rất là nhiều dịch vụ cho anh em, ví dụ như link ngọc rồng online giá tốt này, accessing giá tốt và mua đồ giá rẻ theo server nha anh em. Đó, ngoài ra anh em nào cần bán hàng có thể liên hệ qua Zalo 036 440 293 nha. Và hai chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series về em MimicST nha. Thì mình sẽ mở giới hạn cho em MimicST với lại đệ tử của em nó nha. Đó, và bây giờ mình sẽ qua làng Mori để mình có thể là đi mở giới hạn sức mạnh em ạ. Ok, và hiện tại thì League MimicST đã là 17 tỷ 9 rồi nha. Tại vì mình khá là lười cho nên là nó mới 17 tỷ 9 thôi. Chứ nếu mà mình chăm chỉ mình úp thì chắc khoảng là 1-2 ngày thì nó lên khoảng 40 tỷ lâu rồi anh em ạ. Đó, đệ thì được khoảng 5 tỷ sức mạnh. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ qua mở giới hạn sức mạnh sư phụ luôn nha anh em. Đó, mặc luôn cải trang kia nhìn cho chất. Đó, hiện tại mình đang có hai cải trang nhìn khá là ngầu luôn anh em ạ. Đó, cải trang bí ngô với lại cải trang của con sói này. Hai cải trang này nhìn rất là ngầu nhá. Ok, giờ mình sẽ bấm vào ông quốc vương nha. Rồi, mình sẽ nâng cấp bản thân này, nâng giới hạn 100 ngọc. Ok, mình nâng giới hạn lên 20 tỷ rồi này. 25 tỷ, 30 tỷ, ok. Tiếp tục là 40 tỷ, ok. Tiếp tục, chúng ta cần một món thần đang dùng. Tiếp theo mình sẽ nâng giới hạn đệ tử nha anh em. Cũng mất 100 ngọc một lần luôn. Đó, nâng thì tốn khá là nhiều ngọc đấy. Nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng, mình sẽ nâng cho em nó khoảng lên 40 tỷ đi. Ok, 40 tỷ, hiện tại mình còn 6.000 ngọc em ạ. Đó, và bây giờ mình sẽ gọi là nâng cấp PT của mình nha anh em. Đó, mình sẽ nâng cấp cái PT của em MimicST nha. Đó, xem bây giờ xem sao. Đây, thì mình đang phân vân giữa cái nào nhỉ? Mình đang phân vân giữa cái PT giữa đao này với lại gậy phép. Thì theo mình thấy anh nhìn nó đao nhìn nó đẹp hơn anh em ạ. Gậy phép thì nhìn nó ảo ảo, nó nháy nháy, còn đao nhìn nó đẹp theo một cái phong cách riêng anh em ạ. Đó, thì chắc mình sẽ nâng đao đi anh em ạ. Đao dù sao đi chăng nữa mình thấy nó vẫn đẹp hơn cái gậy phép. Gậy phép thì nhìn cũng đẹp nhỉ, nhưng mà đao nhìn nó hầm hố hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn biểu tượng đao nha anh em. Ok, mình sẽ bấm chọn này. Rồi, và hiện tại thì PT của mình đã chuyển thành PT đao nha anh em. Ok, đó, PT đao. Wow. Wow, con sói này cầm PT đao nhìn đẹp vãi anh em ạ. Đẹp thực sự luôn. Đó, nick này, ui ôi, nhìn đẹp vãi rồi. Đẹp thực sự luôn anh em ơi. Đó, à đúng rồi. Không biết bùa còn không nhỉ. Mình tính là đi mua bùa để úp anh em ơi. Đó, mua bùa úp này. Xem nào. Bùa bây giờ còn khoảng là chắc cũng đủ để treo lốt anh em ạ. À đúng rồi. Đây, thì bây giờ mình dư còn khoảng là 6 tỷ điểm năng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng cho em MimicST lên nhá. Mắc luôn. Mắc HP với sức đánh luôn anh em ạ. HP thì mắc thì với cái giới hạn của lính mình mở thì không biết là được bao nhiêu đây. Wow, cộng 6 tỷ điểm năng cũng phải khá là mệt đấy. Cảm thấy nó khá là mệt đấy. Nó không phải là ít đâu anh em ạ. Ok, em đợi mình xíu nhá. Mình sẽ quay trở lại sau khi mình cộng hết tiềm năng nhá. Ok anh em ơi. Và sau một hồi mình nâng thì đây, 6 tỷ tiềm năng nhân được lên khoảng là 360k HP. Với lại sức đánh thì lên được 13k7 anh em ạ. Thì riêng cái sức đánh là hơn 100 triệu tiềm năng thì nâng được 100 sức đánh. Đó, và bây giờ mình sẽ cởi giáp tập luyện ra với lại hợp thể với đệ tử xem được bao nhiêu sức đánh nhá. Đó, mình được khoảng là 46k. Nếu mà mình mặc dạy mình đang mặc set sức đánh nữa cho nên là sức đánh hiện tại nó khá là cao anh em ạ, khoảng là 46k cũng được đúng không anh em.
Đó, và mình thấy có một số anh em bảo với mình là có cả nhận thêm được cả Ngọc Dòng 3S các thứ, không biết là ở đâu ấy nhỉ. Hình như là thế bảo ở rừng Karin, đi lên nhận ở cái ông vũ trụ ấy. Đây mình sẽ qua nhé. Thần vũ trụ, ok bây giờ sẽ lên luôn để xem không biết có nhận được cái gì không. Mất thêm một bông hoa để tặng nữa thì phải đúng không? Hoa này thì chúng ta sẽ được x2, nếu mà cộng càng nhiều thì được càng nhiều x2 em ạ. Đó, tặng cho mấy cái bồ lão này sẽ được được x2. Ok. Đây tặng hoa này. Tặng ông này sư phụ đã được tặng. Bắt hết ở đâu nhỉ? Có cái gì đó sai sai anh em ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là qua rừng Mambo. Đấy, mình sẽ qua bên map map 3 để mình úp tiếp anh em ạ. Chứ bây giờ thì nâng cấp với lại các thứ xong hết rồi, nâng PT kiểu khi nào đi bản kho báu, sự kiện này đi bản kho báu thì quá là phê luôn. Hi hi, mà thôi, mình không chat thế giới đâu. Mỗi lần mà mình chat thế giới toàn bị mấy bố di chuyển nước thời theo thôi, khó chịu thực sự luôn, chả úp được cái gì. Để cho nên mình rút kinh nghiệm là muốn úp bất cứ một cái gì thì thôi cứ úp trong im lặng anh em ạ. Đó, úp trong im lặng thôi. Khi nào mà mình chán úp rồi thì lúc đấy mình mới tung hoành thích làm gì làm, đúng không? Còn cái lúc mà đang úp thì cứ tập trung vào úp rồi. Mẹ đang úp còn bảo là anh em ơi tôi đang úp này thì nó cho anh em là nghỉ luôn anh em ạ. Ui, có bot pick kìa, bot pick không biết là mình ra mất khu đấy còn không? Qua thử luôn nha anh em. Bot pick pop tại vì bây giờ cũng khoảng là gần 1 giờ đêm rồi, có khả năng là người ta ít làm thì họ sẽ nhường lại cho mình mấy cái con đấy. Ok, qua thử đi. Tiện qua map để úp luôn cũng được. Thì cái map đấy úp thì cũng phê đấy, nhưng mà cái năng nhận được không cao mấy thôi. Đây sẽ qua map rồi nha. Đấy mấy cái map này thì đại mình pem tốt anh em ạ. Đấy đại đại pem 240k đi. Là phố bị bắt. Ui ui. Kìa kìa kìa. Tu không ai làm kìa anh em. Pốc. Mẹ. Đang làm. Anh như là đang làm bốc à? Kinh không? Kéo anh làm. Để vào cầm ké. Thôi, hỗ trợ mấy thanh niên thôi. Đấy, còn bốc thì mình còn làm chứ. Đây là kiểu kinh không thì thôi. Đây, mình đang làm nhiều pick anh em ạ. Đó. Thế là đêm làm nhiệm vụ lại khá là dễ đúng không? Không ai làm, ít phá. Được, cũng được. Ok, và giờ mình sẽ qua lại map 3 mình úp nha. Đó. Có bông hoa này. Bông hoa này cần khá là nhiều bông hoa. Và cái sự kiện này thì mấy cái bông hoa này thì nó không đem ngừa cho nên mình thấy nó cũng được. Gặp chơi chơi thì cũng vui, đúng không? Hoa giao dịch được không? Không thể giao dịch luôn. Hạn sử dụng 2 ngày. Chả để làm gì. Ok, và chắc lên mình sẽ tạm dừng đây. Anh em xem clip của mình, nếu mà thấy hay thì đừng tiếc một like, một lượt ý hộ kênh mình nhé. Ok, bye bye anh em. Ok, úp tiếp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái chuyên mục úp thôi đúng không? Làm gì nữa, sự kiện X2 cũng úp thì làm cái gì nữa. Ok, pp anh em nha, bye bye.